Hello anh em à, thì anh em xem cái cây này thử phải cây cẩm dùm lên thử không ha? Tại vì anh chủ anh em lại là anh nói là anh cây cẩm anh em. Cây cẩm này là trồng ở miền Tây nha anh em. Cái da nó giống cây sắn quá mà anh ta nói cây cẩm. Mà cây sắn thì nó không có lỗi ha. Còn cái này nó có lỗi anh em, khúc này là khúc ngọn ha. Cái này một cây anh cắt cái hai khúc. Nhưng mà Linh thấy cái lỗi ở trong nó mềm anh em, nó sọp hơn cây keo nữa. Cho nên là cái này Linh phải âm cái đầu dàn tiện vô nó mới chịu nổi nha. Đây nè, cái này là khúc gốc mà nó nứt nẻ như nè. Cái này lỗi nè, giác giác ở ngoài nè, trong này lỗi nè. Còn vô trong này cái ruột nó giống như cái ruột keo vậy đó, giống như ruột son vậy đó, nhưng không biết là cây này là cây cẩm gì nữa anh em. Cái khúc này là khúc gốc nè, hai khúc cùng một cây, cái này là khúc